Xin được giới thiệu cùng với mọi người một cái hồ lô được làm từ thạch anh tóc vàng hoàn toàn thiên nhiên tự nhiên, dạng tóc kim. Đấy, mỗi khi mà chúng tôi soi đèn thì mọi người sẽ thấy được cái độ ánh kim của các cái sợi tóc bên trong viên đá rất là đẹp. Mặt này thì có cái chiều cao của cái hồ lô này là 2,6 cm. Bề ngang ở điểm này rộng nhất là 1,6 cm và nó có bề dày là 1 cm, đã được khoan cái lỗ. Nếu bác nào mua thì tôi sẽ tặng thêm một cái sợi dây dù về chúng ta đeo được luôn. Hiện cái mặt này tôi đang giao lưu cùng với mọi người với giá là 230.000 đồng. Nếu bác nào mà quan tâm muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Bác nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái sản phẩm về đá đẹp tự nhiên mà kênh của tôi sẽ mang đến cho mọi người. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.